Piano. Xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cài đặt sử dụng cái app Carito DeFi. Thì đây là một sản phẩm của Kyber Network, là một nền tảng cung cấp giải pháp tất cả trong một, cho phép quý vị truy cập tất cả các giao thức DeFi tại một nơi. Rồi, thì để tải cái app này, quý vị vào CS Play hoặc là App Store và quý vị tìm kiếm đánh là Carito. Ok, quý vị chọn đúng cái biểu tượng Carito. Thì ở đây tôi đã tải về rồi và tôi sẽ mở nó lên. Rồi, quý vị chọn vào Credit Wallet để tạo một cái ví mới. Ở cái ô Referral Code thì quý vị hãy nhập cái mã. Tôi sẽ để cái mã để bên dưới video này. TT này. I N C A K V. Rồi, nhập xong chọn confirm. Quý vị lưu ý là quý vị phải lưu lại cái dãy 12 ký tự của cái ví ở bước này. Quý vị hãy đặt mật khẩu cho cái app trên điện thoại của quý vị. Và tất cả các thao tác nó tương tự như quý vị cài đặt cái ví MetaMask hoặc là ví chớp. Quý vị có thể vào cái biểu tượng 3 chấm này, rồi chọn đến cái Export Wallet. Quý vị nhập mật khẩu và quý vị hãy lưu lại cái private key đó. Quý vị có thể backup cái keystone, backup private key hoặc là backup 12 cái dãy ký tự đều có thể được. Ok chưa? Rồi, thì để giao dịch trên cái app này, quý vị hãy chọn vào đây. Ở đây, hiện tại, Crypto DeFi họ hỗ trợ 4 cái mạng lưới. Ethereum này, Binance Smart Chain, Polygon và Avalanche. Quý vị sử dụng cái mạng lưới nào thì quý vị chọn cái mạng lưới đó. Ok chưa? Quý vị có thể chọn cái mạng lưới từ cái biểu tượng Ethereum này. Ví dụ ở đây tôi sử dụng cái Binance Smart Chain thì tôi sẽ chọn Chọn Next. Rồi, quý vị hãy vào cái biểu tượng Swap để hoán đổi các token. Tất nhiên, quý vị sử dụng cái mạng lưới nào, quý vị phải có cái đồng coin của cái mạng lưới đó để làm phí mạng và giao dịch swap
cũng như quý vị swap trên các sàn DeFi đó. Quý vị có thể vào đây. Thì đây quý vị có thể stake để gia tăng lợi nhuận. Vì có thể lựa chọn các token nó đã được nít trên này để stake, và đây là phần trăm theo năm. Đó. Rồi, và để gửi nhận thì quý vị để nhận này, quý vị chọn vào đi save thì nó sẽ ra cái địa chỉ nhận. Thì đây là một cái dự án còn rất chi là mới, và đến ngày 28 tháng 10 họ sẽ cho KIC. Quý vị nắm giữ cái token là KLC thì quý vị có thể tham gia được các dự án IDO từ cái giai đoạn đầu, và mọi thông tin thì quý vị có thể search trên Google hoặc lấy cái đường link mà tôi sẽ để bên dưới video để quý vị tham khảo. Ok, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.